Xin chào mọi người, hiện tại là mình đang có mặt trực tiếp tại công ty dược liệu Hải Đăng. Hiện tại thì bên công ty mình đang phân phối các cái dòng sản phẩm liên quan đến việc là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một vài sản phẩm. Ở đây là ta có là cà phê dưỡng nhan. Đây là một dòng sản phẩm mà các chị em rất là quan tâm. Những ai mà muốn có vóc dáng thon gọn ấy, thì chúng ta sẽ tìm đến cái dòng sản phẩm là dinh dưỡng vi heo này. Đây là Vinsport Gel, chuyên tài trợ cho các giải chạy quốc gia, còn là những ai mà đang bị ốm đấy, đang ốm yếu mới dậy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này. Ở đây là chúng ta sẽ có viên uống là cải thiện nội tiết tố nữ, viên uống Bách Xuân, kèm thêm một số các dòng sản phẩm trà và mộc khác đấy, cũng có liên quan làm đẹp và cũng có hỗ trợ giải quyết các cái bệnh tật, ví dụ là xương khớp này, huyết áp hay là mỡ máu. Sơ qua là bên mình có dòng sản phẩm như vậy, và hiện tại thì bên mình cũng đang là tuyển công tác viên cũng như là tuyển nhà phân phối để kinh doanh cái dòng sản phẩm này. Thế thì nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại, còn là đến trực tiếp tại công ty qua địa chỉ. Hai địa chỉ, thứ nhất là địa chỉ nhất là Thạch Bàn, công ty Hà Nội, và thứ hai là Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên. Khi đó mình đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.